Hello anh em, thì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau trong một cái clip đánh giá xe. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một con Civic 1.8G phiên bản cận cao cấp, nhưng mà nó là đời 2021, nó không phải là đời 2022, cái đời mới nhất hiện tại. Thì tại vì sao? Cái đời mới nhất hiện tại á, nhìn nó ra dáng danh nhân quá, nó mất đi cái sport, đi cái chất thể thao mà đặc trưng của con Gen 10 này có. Thì con Gen 11 á, nhìn nó vẻ nó sang trọng hơn, nhưng mà dù biết nó có công nghệ nhiều đó, nhưng mà vì công nghệ bây giờ rất là dễ, anh em chỉ cần bỏ một tí tiền ra thôi, nâng cấp nó còn sang xịn mịn hơn nữa. Thì với xe đầu tiên mình sẽ đậu gì thì bây giờ anh em cùng tìm hiểu nhé. Thì về đầu tiên là mình sẽ nâng cấp cái phần đèn cho Civic. Thật sự mà nói, mình không đánh giá cao cái phần đèn của Honda ở thế hệ này. Cái thế hệ này mà cái thế hệ của CR-V nè, Accord nè, Civic nè, nó đều có một cái gọi là cái dải led băng dài nè, trong thiết kế thì nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự về cái tính mà gọi là thực dụng á, khi mà đi mưa hoặc là khi đi cái đường mà đường trường á, thì thật sự nó không phát huy nhiều. Đó, thì cái dải led này theo mình đánh giá là khá tối. Và tại vì thêm một cái nữa là trước khi con xe trước của mình á, mình đã độ đèn rồi, nên con xe này đi đèn riêng thì không thể nào mà đi được. Thật sự mà nói, anh em đi đèn độ rồi thì cứ đi đèn độ thôi, sẽ không bao giờ quay về đèn riêng được. Mà đi đèn riêng thì nên đi đèn riêng, đừng độ đèn. Tại vì ánh sáng nó đã sáng hơn rồi thì anh em không thể nào mà về cái đèn riêng được hết. Đó, rồi thì thật sự đáng ra mà nói, cái Civic đời mới, cái Gen 11 á, nó chia thành 3 khoang đèn á, thì dễ độ hơn và dễ làm hơn. Nhưng đối với Civic đời này, nó là một cái dải led như nè, nó hơi khó độ hơn và nó gọi là khó chọn góc sành hơn. Version 1 á, thì mình sẽ chọn là một bi. Mình đang đi một bi pha và luôn là cót luôn. Thì cũng rất may là cái khoang đèn này nè, nó có hai học, một học cót và một học pha. Đó, thì khi mình chỉ cần giảm một cái học cót và giảm một cái học pha ra thôi thì có thể độ lên được. Đó, nhưng mà khi đi 3 bi á, khi mà nó có một cái bản độ 3 bi á, thì nó sẽ đi liền 3 bi nè, phải chế mặt dưỡng. Đó, thì nó sẽ làm xịn sò hơn. Nhưng mà ở cái bước này thì mình sẽ ly là một bi, và đang trong giai đoạn đăng kiểm khá là căng thẳng. Nhưng mà thôi, xe này đăng kiểm còn dài mà, hơn một năm nữa, thì thôi cứ chơi đi, cứ độ đèn đi, tại vì đảm bảo tính an toàn cho mình mà. Đó, thì phải tăng sáng cho mình. Rồi, thì mình sẽ tháo một cái chó bi pha ra. Thì chó bi cót vẫn còn nè. Khi mà mở đèn lên á, thì hai cái bi này nó vẫn sáng đều với nhau. Đó, và đá pha thì chỉ có cái bi này nó pha lên thôi. Thì bi mình chọn đó là Auzum XRO Dual Max. Đó, thì nó có công suất watt khoảng 54-60W. Thì cái bóng đô mắt này nếu mà là bi led đó nha, thì nó là một trong những cái gọi là hàng top á. Nó sẽ sáng gấp đôi so với cái đèn cũ của mình hiện tại. Mình xài wood, cái đèn cũ của mình xài wood light, thì nó sẽ sáng. Nhưng mà anh em đi nhiều á, đi một thời gian sẽ bị quen mắt đi, thì cảm giác nó sẽ bị tối. Đó, thì đó là lý do tại sao mình chọn cái led đô mắt này. Đó, và nhìn cái giao diện này nè, thật sự mình cũng chưa hài lòng lắm, gọi là khá hài lòng thôi. Tại vì nhìn nó vậy nó cũng chưa có cân bằng lắm. Mà giá như đèn Mazda á, cái đèn Mazda nó thì nó rất là cân. Tại vì sao? Bi nằm giữa hai bên, bi nằm giữa luôn, hai bên là một cái dải led thì nhìn nó đẹp hơn. Còn ở đây nhìn vẫn hơi chưa được thuận mắt lắm. Nhưng mà ở trong tầm tiền khoảng 10 triệu thì bi nó đồ đô mắt và đi một cái cốt zin này thì nhìn cũng tương đối được. Đó, thì chắc chắn thôi sẽ có version 2. Và version 2 như thế nào thì anh em vẫn đợi nha. Tiếp theo là cái phần đèn nữa, thì cái phần đèn sương mù. Đèn sương mù ở cái thế hệ này á, trên cái phiên bản RS cao cấp á, nó là đèn sương mù led. Đèn sương mù led, và trước giờ mình vẫn không đánh giá cao, mà khi đi đèn sương mù mà đi ánh sáng trắng á, thì nó giúp cái tăng cái độ bám đường hơn, cộng với đèn pha luôn. Nhưng mà đi cái đèn gầm á, màu vàng á, nó mới đúng. Trên cái bản E và cái bản G của cái đời này nè, nó đèn halogen. Nhưng mà mình lại lên luôn bi led ánh sáng vàng. Để giúp gì? Giúp tăng độ bám đường hơn. Tại vì mình hay đi xa thì mình thích cái độ bám đường, và đi trời mưa hoặc đi sương rồi đó, thì cái ánh sáng vàng nó rất là lợi hại, bắt buộc phải có ánh sáng vàng. Ánh sáng trắng không giữ được vấn đề gì hết. Đó, nên đã là bi gầm rồi thì mình nghĩ nên phải là đi bi vàng, nó sẽ đã hơn. Thì bi gầm mình sẽ chọn là Eagle Light, Eagle F Light 3000. Ánh sáng vàng rất là đã. Đó, thì tổng cái cụm đèn này, hai cái cụm đèn này thì nó lanh quanh đâu đó khoảng 16 triệu cho một cái bộ đèn này. Đó, thì là ánh sáng đủ xài và đủ dùng. Và anh em sẽ nhiều nói là đang trong giai đoạn đăng kiểm này rất là khó khăn, nhưng mà mình không nghĩ vậy, thì đăng kiểm mình còn nhiều. Và một khi đã độ đèn là để giúp mình tăng sáng và tăng khả năng cho mình là đi đường tốt hơn. Đó, thì an toàn của mình thôi, mình vẫn chơi. Nhưng mà muốn trả về zin thì một nốt nhạc, không độ chế nha anh em, lắc anh lại thôi. Rồi thì về không xe á, thì mình chỉ là tăng cái tính tiện dụng cho xe thôi. Đó là về mâm này là mâm 16 inch, và mình đánh giá cao cái nước sơn. Cái nước sơn màu xám trên cái con Civic này rất là đẹp nè.
Nhưng bù lại mình vẫn hơi tiếc là cái bản này nó là mâm 16 inch chứ không phải là mâm 18 inch như cái bản RS. Nó thì vẫn cái mâm nhỏ. Mâm nhỏ thì đi nhìn chiếc xe nó không có thực sự là mạnh. Nhưng mà được nó bù lại thì nó sơn cái màu xám nè, là cái họa tiết này nè. Vẫn ok, vẫn ổn. Nhưng mà trước giờ cái mâm 16 này nè, rất là khó kiếm sai bánh và rất là khó kiếm sai độ. Muốn độ cũng hơi khó. Đó thì trừ khi muốn độ là phải mua cả mâm vỏ luôn. Hơi tiếc. Hơi chát. Và mình đã tăng cái tính an toàn cho xe bằng cái cảm biến áp suất lốp của Steyrmax NT11. Thì rất là nhiều anh em sẽ biết về cái cảm biến áp suất lốp Steyrmax NT11 này. Thì một xíu vào trong đi, mình sẽ giới thiệu rõ hơn cho cái áp suất lốp này. Thì áp suất lốp này rất là nhạy, theo mình đánh giá bộ này là bộ thứ hai mình xài rồi. Đó. Rồi, thì cái phần này là vẫn giữ nguyên nè, không độ. Tại vì sao? Đèn đăng kiểm được nhưng hiện tại body chưa đăng kiểm được. Body rất khó nên thôi, body để từ từ. Đó. Cái gì đăng kiểm được thì mình làm. Đó. Rồi giờ tiến về phía đuôi xe. Thì đuôi xe sẽ có thêm một cái tiện ích nữa mà không hiểu tại sao Honda vẫn cắt nha. Honda cắt tới đời này luôn, Honda vẫn cắt là cái cảm biến lùi. Thực sự có Honda xin xin rồi, có cam lùi rồi. Nhưng mà thực sự cái cảm biến lùi rất là lợi hại nha anh em. Khi mà anh em nhìn cam hoặc là anh em lo nói chuyện á, anh em không để ý á, thì xe mình nó không kêu á, lùi mà nó không kêu á thì rất là dễ va chạm. Thì mình đã cũng lên cho con Civic của mình là cái cảm biến lùi 4 mắt. Cũng là vẫn là hàng Steyrmax luôn. Rất là nhạy. Đó, 4 mắt. Thì Steyrmax nó sẽ có 4, 6, 8 mắt. Thì gắn luôn cảm biến trước. Nhưng mà có vẻ cái cảm biến trước gắn nó sẽ bị thừa. Tại vì ít khi nào mà dùng cảm biến trước lắm. Thì thôi, cảm biến lùi 4 mắt vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Đó. Và để tô điểm thêm ở phía sau nó đẹp hơn và nó bớt đơn điệu hơn á, thì dặn gắn cái đèn xương cá. Thì đây là một cái gọi là cái đèn hút dân cơ Civic nè. Thì cho nó đẹp thôi, khi mà xi nhan hoặc là mình thắng á thì nó vẫn sẽ sáng. Đó, một xíu tiểu tiết nhỏ nhỏ thôi. Cái này đăng kiểm không được nhưng mà tháo ra về zin một đốt nhạc. Đó. Thì về ngoại thất mình chỉ cập nhật cho con Civic này cái đèn và cái cảm biến lùi thôi để nó tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong nhé. Bên trong sẽ có những cái nâng cấp gọi là tiểu tiết nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn giúp chiếc xe mình sang xịn mịn hơn. Rồi, thì bước vào khoang nội thất. Thì thật sự mình chỉ trang bị cho khoang nội thất những cái gì gọi là đơn giản thôi nhưng mà phù hợp và có công năng sử dụng cao. Đó. Rồi, cái đầu tiên là gì? Cái màn hình. Tại vì mình hay nghe nhạc hay là hay xem phim khi mà lái đường dài á cho đỡ buồn ngủ, thì mình đã trang bị cho con Civic này cái màn hình Bravigo T-Max. Giá rẻ thôi, chỉ có 7.9 triệu thôi. Đó, nhưng mà rất xài rất là mượt và gần như nó không có bị lắc. Xài một thời gian nó không có hiện tượng bị lắc. Đó, thì cái màn Bravigo này giá mềm và có cả bộ cặp play. Và mình đánh giá cao cái màn Bravigo này nè về cái chip âm thanh đó. Khi mà mình chuyển một cái chế độ thôi, chế độ bình thường thì nghe không có áp lực lắm đâu, nhưng mà khi mà chuyển chế độ hội trường á thì cái chip âm thanh nó sẽ tự tính toán và sự tính toán âm thanh đó, thì nghe chiếc xe nó rất là vang, rất là sướng, rất là đã. Còn về màn hình Android thì chắc chắn rồi, thằng nào cũng như nhau thôi, sẽ có việc map S1, YouTube Advanced không quảng cáo, rồi về giao diện á nó sẽ khác nhau về giao diện thôi, còn về cái tính năng á nó sẽ không khác nhau nhiều. Đó, nhưng mà giá rẻ nhưng mà không bị lắc và không bị lỗi. Đó, tới mình tính tới thời hiện tại giờ nó không có bị lỗi. Và thêm một cái nữa là chủ trước của xe này á đã gắn cái cam 360 rồi. Gắn camera 360 rồi, cam 360 là hàng xịn. Thì khi mà mình gắn một cái màn giá rẻ này vào á thì mình vẫn tích hợp được cam 360 vào cái màn hình này. Đó, thì cái cam 360 là lợi hại nha anh em. Đó, cam 360 này là cam 360 gắn thêm chứ không phải là màn hình liền cam 360. Đó, thì cam 360 này giúp mình nhìn một cái màn hình tổng quát hơn và giúp mình di chuyển sẽ tốt hơn. Đó, cam 360 này mà tích hợp luôn với cái cảm biến lùi nữa thì dành cho những người mới á, nó rất là đã và đi rất là khỏe. Đó, cam 360 rất là nhiều góc nhìn. Đó, thì theo mình biết cái cam 360 này giá thị trường khoảng 13 triệu là hàng bình thường đó nha, chứ không phải là hàng xịn nha. Hàng xịn này nó sẽ có Thiên Minh. Thiên Minh thì giá tầm 12 triệu, 17 triệu và 18 triệu. Đó, thì Thiên Minh sẽ rất là nhiều giá. Còn cái này là Panorama này cũng là một hàng tốt. Đó, mà sẽ cắm được lên màn hình Android nha. Đó, thì lúc trước chủ trước là đi màn hình zin. Vẫn cắm màn hình zin là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà lên màn Android nó vẫn cắm được và nó vẫn nét. Đó, thì mình lời được cái đó. Đó, thì màn hình xe zin thì anh em biết rồi đúng không? Nó nhỏ vậy nè. Và nó không có được zoom được nhiều. Thì mình thích xem thì mình sẽ lên màn Android cho nó và tiện hơn. Rồi, thì để khi mà đi về đêm á
bớt đơn điệu á và bớt chán á thì mình đã gắn cho xe một cái bộ led viền nội thất. Đó. Thì cái bộ led viền nội thất này rất là đi á thì giúp chiếc xe mình nhìn nó hơi màu mè thực nhưng mà nó sẽ sang hơn. Đó. Tại sao nó sẽ sang thì những cái con mẹt S á hay là mẹt Maybach á nó sẽ có đường led viền nội thất này nè. Đó thì mình sẽ cũng bắt trước thôi. Mình sẽ lên và led viền này sẽ có rất là nhiều màu cho anh em lựa chọn nha. Led viền thì một màu thì ở đây mình gắn là led viền V3 thì nó có thể được đổi màu mà sẽ được rất là nhiều màu trên xe đó. Khi mình chọn màu khác thì nó rất là nhiều màu và rất là nhiều hiệu ứng luôn và có thể di chuyển theo nhạc được luôn đó. Thì cái này là cái phần màu mè thôi nhưng mà với chiếc xe mình gọi là đi đêm nó sẽ đỡ tối và nó sẽ bớt nhèm hơn, chớp gì đó. Nhưng mà cũng có lợi cũng có hại, chớp nhiều quá sẽ bị nhức đầu và nhức mắt. Nhức mắt thì sao? Nhức mắt thì mình chỉ cần chọn vào chế độ một màu thôi đó, mà rất là nhiều màu mình có thể chọn được. Rồi thì để tiện nghi và an toàn hơn thì mình tiếp tục đi một cái cam Việt Map KC01 rất là nhỏ gọn, không có màn hình thôi, nhưng mà muốn anh em muốn xem thì cứ kết nối điện thoại mà xem thôi đó. Thì đi đường dài rất là yên tâm vì sao? Khi đã có Việt Map S1 trên màn hình và cái cam này nhắc mình liên tục đó, thì đáng ra xài một cái húp nữa nhưng mà húp nó sẽ dễ bị rối lắm anh em. Khi mà ba thiết bị Việt Map nó không đồng bộ được tốc độ với nhau á, khi một cái lấy GPS một cái lấy cổng OBD đó thì nó sẽ nhìn anh em đọc nó sẽ bị rối và nó sẽ báo nhìn nghe nhức đầu lắm, nên mình chọn thôi là mình đi cam KC01 thôi là được đó. Thì biết đâu vì sao mình sẽ chọn một cái húp nào mà nó sẽ dễ hơn, giống như là H1N thôi, nó sẽ đỡ báo nhiều hơn. Nhưng mà theo mình thấy thì cái cam S1, vì báo S1 và cam hành trình thôi là đã đủ rồi. Rồi còn gì nữa ta? Rồi như mình giới thiệu hồi nãy là đây là cái cảm biến áp suất lớn Stealth MT11. Thì Stealth này nó sẽ có 3 loại là MT11, MT11 Pro và MT30. MT30 là dành cho những xe đã có màn hình Android như vậy nè. Thì cắm cổng USB vào thôi thì nó sẽ tích hợp lên màn hình này luôn, thì coi nó tiện hơn. Nhưng mà mình lại không thích cái kiểu đó, tại cổng USB mình hay xài điện thoại, hay là mình sẽ cắm một cái gì vô đó để phát trên màn Android nè, nên mình đã chọn cái MT11 này. Thì MT11 này xài rất là hay nha anh em, cái Stealth này nè. Mình muốn trải nghiệm nên cái ngày mình đi gắn á là mình sẽ tự đi gắn cái cảm biến này luôn. Thì nên chỉ cần gắn 4 van vô bánh xe thôi và bật cái này lên và chạy khoảng 20 km/h, khoảng 500m thôi thì sẽ thông số này nó sẽ tự nhận luôn. Đó, và rất là nhạy. Rồi, khi mà anh em muốn đảo lớp á thì bây giờ nói chung nó sẽ không cần tháo van. Gần như các sản phẩm bây giờ không cần tháo van, nhưng mà đặc biệt của cái Stealth này á là khi mà mình tháo cái ga vỏ nó có bị gãy một cái van nào á thì chỉ cần lấy một cái van khác gắn vào thôi là mình đồng bộ trên này được. Và mình chỉ cần setup ở trên cái màn hình này thôi, không cần phải tháo mua cả bộ mới hay là phải tháo tất cả các van. Đó, mình lấy bất kỳ một cái van nào của Stealth mình gắn vào và mình setup thẳng trên màn hình này thì là nó nhận ngay. Và khi mà mình bơm lốp lên á, cái thông số nó cũng sẽ hiện điện ngay. Nó không phải giống như hàng Trung Quốc. Hàng mình đã từng xài hàng rồi, Trung Quốc rồi, 350, bảo hành 6 tháng 1 đại 1, mà về xài 4 tháng nó hư rồi, gọi lại thì không nghe máy, nó báo rất là sai thông số. Thì cái thằng Stealth này xài rất là tốt. Và một tình trạng nữa là khi năng lượng mặt trời mà anh em mà ở chung cư á, khi mà vào á thì lâu ngày sẽ bị hết pin đúng không? Thì hết pin thì có cảm USB ở đây cho anh em kích lên. Nhưng mà bù lại cái này nó có một cái cảm biến là khi mà anh em không sử dụng xe quá lâu á, không có rung động á thì nó sẽ tắt. Khi mà xe rung động nhẹ thôi thì cái này sẽ tự động bật lên. Đó thì giúp tiết kiệm pin cho con xe này hơn. Đó. Rồi, ở đây là cái cảm biến lùi. Cảm biến lùi khi mà mình lùi thì có vật cản thì nó sẽ kêu thôi. Cái 6 mắt thì nó sẽ có màn hình. 6 mắt và 8 mắt thì nó có màn hình, nhưng mà cái 4 mắt thì nó chỉ có một cái này thôi, nhưng mà nó hết nó nhỏ gọn thôi là được chứ không cần phải quá cầu kỳ. Đó. Rồi, thì đó là những cái nâng cấp mà mình lên cho con xe Civic mình ở cái version 1. Thì chắc chắn sẽ có version 2 khi mà đăng kiểm nó dễ hơn và mọi thứ mà có tiền hơn. Đó, tại vì cái gói nâng cấp ban đầu này thì nó cũng khá là tốn kém rồi anh em. Đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải vào ánh sáng. Ánh sáng nó phải tốt và đủ đi đường đêm á, thì đó là cái quan trọng nhất của mình. Đó, rồi thì những cái sản phẩm mà mình đã trang bị trên xe này á, mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em xem nhé. Anh em nào có quan tâm thì cứ comment bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.